hai má. Nó là như cái mắm mà má chua mỏ dữ má. Hả? À, đây là mắm cá sặc với mắm cá linh như này các bạn. Chuẩn bị ăn tiệc. Hai trời giờ đậu. Hello, bà đậu xin chào cả nhà. Bà Tu Lemon, Tu Tu và Tu Tu. Mà có ai đặt tên chị là Tu Tu? Tu gì? Tu Tu, còn ông kia là Tù Lù. Hả? Tại có ông kia là Tù Lù đó. Tu Tu với Tù Lù. Tu Lù là do chị Tu Lemon nói. Có ngày Tu Tu Lù, Tù Lù ăn hoài. Ngày rau mươi mình thu hoạch ở nhà nè các bạn. Bây giờ ấy lại rau đắng. À, thì trong cái mâm rau này thì có rau đắng này, rau mùng tơi, với lại rau má, với nhiều loại cà nữa anh. Chút ra ngoài thu hoạch thêm đó hả? Ừ, chút ra ngoài thu hoạch thêm một cái rau nữa. Mình thừa cơ hội đi xung quanh vườn của má chồng ha. Má chồng giới thiệu cho các bạn coi. Đây là chị chồng. Ủa chị gì ta? Chị dâu. Chị chồng trời ơi. Này rau mới tôi hoặc luôn cả nhà, nhưng mà nó ra ngoài chừng chút xíu cái là nó đổi xì xì. Héo hả không? Rau non. Rau này là hai vợ chồng mình trồng chuẩn bị một năm trời nay á, giờ mới được có rồi để đầu mùa. Rồi, lẩu mắm. Lẩu mắm. Lẩu mắm gia đình Lộc Phi các bạn. Một năm ăn một lần đúng rồi, gia đình một năm ăn được mấy lần, nhưng mà đây là lần đầu mùa. Không, tháng sau ăn lần nữa là hết. Má nấu hồi quá nó nhăn cái mặt kìa. Đúng không? Is it stinky? Is it stinky? Stinky? Nhăn. Mấy đứa nhỏ nó không quen các bạn. Vô nhăn mặt luôn. Má ơi, đi thu hoạch hết rau má. Đi thu hoạch hết rau. Thêm chút xíu rau để nó đợi cho má đi thay đồ cái. Người ta lâu lâu lên truyền hình nữa ấy, phải cái thay đồ lên tivi vậy. Có lên truyền hình. Truyền hình phát sóng bữa má ơi. Mình coi bữa nay má mặc đồ gì ha. Má đang đang sửa soạn à. Hôm nay má sửa soạn. Ôi trời. Đó. Nãy giờ nói má không có sửa soạn, bây giờ má sửa soạn cho coi. Đó, từ trên đến dưới nha các bạn. Nón màu tím, áo cũng có bông màu tím. Rồi nhưng mà quần màu đen. Theo thời đại mới. Đẹp quá má. Đầy đủ. Wow, xuống đây một cái coi này các bạn, có cái cây nhiều hơn rồi ta, giống cái bông điên điển sum xê đẹp quá các bạn. Cái này nãy ra bông hết rồi nè, nó nóng quá. Đợt này đâu có trồng được nữa. Củ cải trắng rồi, cái này là bí phấn hả má? Bí phấn không hả? Ừ. Ủa giống của mình đắng vậy? Ừ, nó đó thì má cho đó. Vậy mình trang nắng làm chết rồi má ơi. Cái kia bí đao á. Bí nào? Đó, này đúng rồi, bí đao. Bí đao nó dài hơn chút ha. Dài mà nó. Còn cái này thì bí rợ. Bí rợ đâu? Đó, bí rợ đó. Ủa sao bí này bí gì nè? Bí chuối. Mới gọi là bí chuối hả? Mà phải bí chuối không? À, bí con trai cũng đưa đó. Bí chuối là bí hạt đậu. Bí hạt đậu đó. Còn dưa leo nè, nó trèo trên nè, nó trái nụ cả đống luôn rồi. Có trái nào cho con hái không? Không. Không. Thấy không?
Sao không? Hồi nãy má mà cho ra mình là hái của má rồi đó. Má trái này, má trái này vừa nè má. Thì má cho vợ đậu hái, nó hái đâu tới đâu, nó cứ cho lại đi. Trái này ha. Anh ba kia dễ ta. Đó, giờ thái nào thái đi. xin má giấy dưa leo. Năng nỉ cắt. Thôi. Xây đứt dây ta nè. Trên này nó còn nụ nó thấy không? Cái dây đó còn nụ nè. Ôi sao nhiều trái mà má nó xin má cái má nó hôi. Trái này cũng bự quá nè. Mới ra nụ ra đó. Anh lấy đậu không má? Đậu không có thu hoạch không? Nó đậu đậu bún đó, nó chưa có trái gì hết. Chưa có. Có con dây này nó có trái nè. Đâu? Trái hổm hai trái rồi nay ra trái nè. Nó khô ngọn luôn. Để nó má hai trái bởi vậy nó khô ngọn luôn. Còn cái này đậu bún nè, ý đậu que nè, đậu que mà trái vậy sợ không? Thấy không? Giống trái đậu bún không? Đủ vậy. Ừ, rồi dài ta để mới nhiều giống trái không? Trái. Mày giống á hả? Nhiều. Ừ. Để giống luôn nó mấy trái thì để giống để học. Trời ơi, nó con cúc du của má kìa. Cao dữ vậy. Ừ. Cái gì chứ? Cây cúc du. Cái đó anh ăn tựa như là củ sắn non vậy. Nó lên củ bự bự. Ừ. Mày đó ương ngọt cái gì? Hả? Ương ngào đem lại á. Hả? Ô, cái này của má có trước rồi chứ. Cái của má có trước. Cái kêu là cái tiếng Anh này kêu có gì? Artichoke. Artichoke. Jerusalem artichoke. Nó trong đúng không nè. Sun choke á. Hả? Xanh chốc. Xanh hả? Má đợi này cái nó chiết ra cái rồi nó tốt cái sao. Trời, cái tầng lá hả? Ừ, cái này lá. Sợ là không có trái, không có củ á, tại trồng trong chậu. Trồng dưới đất vậy mốt á, mốt cũng có trái má, sau lưng á. Có trái hay là có củ? Có củ. À, năm nay cái vàng mướp của mẹ trồng miền Tây buồn rồi kìa. Như không có nhiều bằng năm ngoái nha. Má hôm nay cái vàng mướp này má rầu hôm nay á. Ngồi ủ rũ. Ờ. Nhưng mà mấy cái khác thì các bạn coi kìa, trái cũng đợt, chút này chút nọ cái đống các bạn. Cái vàng vậy thấy thoải mái, nó xanh lè tươi trong mà. Không nhưng mà cái này chưa á, cái này nó mới tát rồi, mốt nó tát ra mới nó bự rồi. Ừ. Yeah. Nhưng mà không. Mướp này con nghĩ con mốt nó ra nữa đó. Ra thì giờ mấy cái dây nhỏ sau đó. Yeah. Lên. Mấy cái 4 dây trước chết hết rồi. Nó lại ồ cái vàng ấy rẳng rồi má rẳng má coi má ơi. Cái nào? Hả má? Xuống xuống hôm đó nó cũng cá nụ rồi. Nó nụ luôn rồi nè. Ừ, cá nụ cá đống nè. Má ngắt đọt hết hả? Ừ, nó ngắt đọt mà nó cũng ra nữa nè. Trời ơi. Ôi. Đã vậy. Thấy không? Cái này là má mình trồng ngắt đọt để ăn xào ăn các bạn. Mà giờ nó ra ba ra trái nữa nè. Giờ ra trái ra bông hơi ráo rồi nè. Đó. Cái này mốt nó ra đẹp mắt. Nếu mà nó ra trái nhìn chắc dễ thương lắm á. Ừ. Cái này ăn sống được không má? Nè, cắt cái đọt này nè, nhúng ăn không? Thôi được rồi. Ủa, cái này vô nhúng đậu cũng được. Rồi, quên. Dạ. Đọt xu đi má. Đọt xu, đúng rồi. Ừ, ngon, ăn sống ngon má. Cắt ăn hoài, luộc ăn đó mà giờ nó ra trái. Má bẻ đại sát luôn đi chứ má ấy gì uổng vậy. Nó má, non mà. Non, non mà, sâu xuống. Sợ nó non già, bỏ. Wow. Rồi, đây có đọt xu ha. Đây, muốn mắm có đọt xu. Thấy không, má ra, má thu hoạch rau cái tụi con có đọt xu á. Nãy má kêu con cắt chứ, chắc không có rồi. Chút này chút nọ vô được rồi. Con mới tái hồi qua, con mới tái ra rồi, con không có nhiều đọt nhiều. Ừ, có mấy trái gì mà không, đâu phải thấy đâu. Trái ngọt ha. Trái nè các bạn, trái đây nè. Cái này mình tươi Việt Nam nè, tươi ấy đâu ta cắt ngọn ăn. Cái này mất ghim hả má? Má trồng. Ủa vậy của con nắng một tươi nhị. Ngon vậy mà. Giống vậy đó. Ở đây cũng vậy luôn mà. Ở đây lá bự lắm. Ồ vậy đúng rồi, vậy chắc một tươi này một tươi khác em ơi. Tươi Việt Nam nó lá nó nhỏ không. Này nhảy nhánh là nhiều nữa nè. Ủa khác nữa hả? Khác. Ừ, nó tược lên nó sợ. Cái này Việt Nam cũng của mình đã đẳng là chắc mùng tươi bên đây rồi, giống bên đây. Tươi ta đổng đó, mùng ta ở đây đó, giống đây đó, đổng. Đây, lá bự phải không? Rồi, cái này là cái hộp mùa Việt Nam đem về qua các bạn. Ba cải này ta mới ương lên nè, nào trồng không? Cái đó cải gì á? Xà lách hả? Cà rồng men với cái xà lách khía á. Con trồng. Thấy đi. Xà lách khía là xà lách gì ta? Cái xí xí. Chút lấy về đi em. Ừ. Giờ cho mấy cái giống xà lách là giờ trồng được rồi đó. Xua con nay giờ có 300 trái rồi đó.
mới này có trăm trái đây. Thấy nụ nụ luôn cả trăm trái rồi. Thấy tí các bạn ơi, coi nè, nụ có đóng luôn. Nó ra quá chừng. Sao nụ nay nó dài vậy? Thường thường cái đó, đó. Cái bông đực mà. Ừ, mà sao năm nay nó dài vậy? Nhiều vậy? Nó ra quá dài luôn. Wow. Mắc nụ luôn. Chắc là ít con cái nó dài ra nó kiếm con cái. Ừ. Wow, nhiều quá ha. Thật lư luôn. Trời, cái này mốt nó ra nó đã nè. Ờ, nhưng mà chừng nó bự ra nó. Cái này má má trồng má tưới nhỉ? Rác nhà bếp rồi với cái cá rồi thôi, đâu có gì. Rác nhà bếp hả? Mấy nước rửa cá hả? Vậy thôi hả? Đâu có làm gì hả? Không. Ba thằng cua tao mới lên nè. Ở trong nó muốn gieo hồi năm rồi. Cái này là năm nay nó lên á. Cái này hồi đó mình trồng trước rồi các bạn, mình đem lại cho má trồng xong cái bây giờ nó rụng hộp á, bây giờ nó mới đầu nó mới lên lại má đem ra ngoài đây nè. Thằng cua. Nhưng mà cái này mốt nó phát lên rồi, mốt là cứ như má có rồi. Đâu có nghĩ má trồng ở chỗ này nó mốt nó lên ngon mà tại vì nó mát á. Nó chịu mát không? Nó không ừ. Nó cần cái độ nóng mà nó mát mát, đừng có nắng nhiều quá. Leo lên. Này nãy phải có cái đem vô ăn lẩu ngon rồi. Ừ. Nè, nó ra cái ngọn ở đây, nó nhảy ngọn ra đây mà cũng trái quá chừng không? Ôi, năm nay của má, ba cái mướp nó thất mùa, nhưng mà cái su nó trúng mùa rồi. Bạc hà cũng thất mùa rồi. Ủa sao cái dây bí này của má nó, ủa nó leo vô nhà luôn? Ừ. Nó nụ nhiều lắm mà nó không đậu. Tôi nghĩ chắc vậy, trọng không có nắng em ơi. Đúng rồi, cái này nó mạnh lắm. Cái bí bí thiên vũ cái nhà cái dây nó mạnh lắm. Ừ, thiên vũ của mình ở ngoài nó ra ngoài hàng rào nó cũng mỗi một phía phía nó mấy trái này, mấy trái này bí dứa nè có nụ nè nó nụ cũng nhiều mà nó không đậu đậu cái này đậu đâu má này ồ nó còn tròn á hả? Ừ, còn do nó vậy bí dứa nè nó dưới này lên nè bí dứa nghe nói tên thôi chứ không biết đó chưa thấy ạ. Không biết ăn nó làm sao. Còn bạc hà. Bạc hà nay thất mùa là nó không lên ha, không phát ha. Ngày nó mới phát á. Thì lên muộn quá. Ờ bạc hà năm nay thì má mình trồng hơi chậm các bạn. Năm trước bao, năm nay không có bao đó. Năm trước má bao lại có cái nhà kính cho nên nó phát, bây giờ nó không có bao, má không có bao các bạn cho nên nó không có phát. Wow, bây giờ coi bác nhìn lên trên coi mấy cái trái su. Mình đi chậm chậm cho bạn coi trái su. Lơ lửng cái đống tí tí. Đúng hôm qua. Hôm qua với con su. Hôm qua của má. Wow. Á, thu hoạch rồi có qua đi má ơi. Hôm qua ta mới thu hoạch còn nhỏ mà. Hôm nay cái này chút ăn ấy được ạ. À. Đem giống ăn lẩu được. Không mà đẹp hơn nữa. Ừ. Trời ơi, có qua mê má ơi. Ủa trong đây nguyên chùm ở trong đó luôn kìa. Vô này chắc gần cả trăm cái hả má? Có hái hai đợt rồi hai vậy hả? Bí. Cả trăm trái rồi hai đợt cả trăm trái rồi. Trời ơi hai đợt vậy? Hai đợt mà 100 trái rồi. Tám mấy trái trái rồi không tới trăm. Nhưng mà ở đây nè, đây nữa nè. Đã vậy? Ở đây, ở đây chưa tính nè. Ờ, đây chắc coi. Mấy chục nữa nè. Wow. Mày dạng ở trước thôi nó mới có bông nữa đó, mới có luôn. Hôm qua thấy mê các bạn. Hôm qua cũng thấy mê. Ba đậu phộng tên này xanh mướt luôn kìa. Có nhỏ lên được chưa? Chưa mà hả? Chưa, chưa có củ đâu. Nè các bạn, đậu phộng. Gừng ta cũng xanh mướt luôn kìa. Ồ vậy là cái này nó phải chịu mát mát hả ta? Đậu phộng á. Đậu phộng như gừng ở sau lưng á các bạn. Đấy. Hàng chanh dây nó lên nữa kìa. Lên đủ thứ. Chanh dây. Ở sau lưng chanh kẻ. Cái này không? Rau đắng vịt. Chanh kẻ đó đó bạn. Này rau đắng vịt hả? Ừ. Có đó ăn kia rồi mà. Ừ, ăn nhưng mà cái này thì nó không có đắng. À, nếu mà ấy thì cho mấy đứa nhỏ ăn cũng được. Dạ cái này thì cắt lên nắm đi ha. Dạ cắt mớ này má. Rau đắng Việt Nam thì nó đắng, còn rau đắng này thì nó không có đắng các bạn. Này nó ăn nó giòn lắm. Ừ. Cái này nhúng lẩu ngon nè. Này đi no. Theo để cầm cái thau thôi. Để cho má đựng ra. Non hả? Ừ. Cắt cái nó cho nó non non nó nhảy lên hoài à. Nghĩ chắc đủ vậy đủ rồi ha. Ba cái rau sam nè, ta cũng mới cắt luộc. Rau sam ở nhà thì má thích ăn rau sam á các bạn, rau sam này ăn rất là tốt nha. Ừ. Ăn cái này là cũng như là chấm nước tương ngon. Trường xanh bất lão luôn á. Trẻ mãi không già. Đem cái mặc cái áo màu tím, cái nón màu tím, cái áo màu tím bông lên thấy đẹp nữa. Trời ơi, đã
trong đây nè. Wow, tốt quá các bạn ơi. Nè, cái chậu này người ta bỏ đâu chậu đây, giờ nó mới lên đó thấy không? Ừ. Nó rụng hộp khoảng năm rồi. Sao lâu vậy? Sao lâu lên vậy má? Năm rồi má. Ừ. Thì năm rồi con cũng thấy nó lên mà năm sao năm rồi có con bụi rồi ta để trong cái chậu vậy đó, giờ nó lên đó ta bứng ra ta trồng. Có thể là cái này nó quen nó, cái khí hậu bên đây đó má. Tới tháng 7 nó mới lên á. Cái này từ hộp nó lên nó rụng lại lên đó các bạn. Nó lên này tháng này đó. Có thể cái giống tốt quá má. Ừ. Giữ giống lại. Dạ ta bứng ra ta trồng mấy chậu đó, ba chậu. Trời ơi được mấy chậu nữa kìa. Má được mấy chậu. Nữa. Rồi chắc chút rinh về quá. Chậu đó mới lên. Đó các bạn. Non dễ sợ ha. Bên đây mà trồng được cái mấy cái rau cần cua như vậy ngon rồi, non chèo à. Tốt má ơi. Giờ ta để nó lên bông luôn. Qua năm trồng một lần. Ừ, nghĩ là cái giống này nó quen bên đây đó má. Ừ, lấy ra lấy giống má. Để lại đi. Cắt rau muống không? Cắt rau muống. Rau má nè. Ồ, rau má quá ngon má ơi. Ôi, cái rau má kìa. Ngon quá vậy anh. Rồi. Này, vợ đậu thua cái vườn rau má của má này má ơi. Hổm bên đây nó cũng vậy đó, người ta cắt rồi đó. Của vợ đậu của bạn đẳng là cũng như vậy. Ừ. Ở đây. Thôi mà nó xanh lên là mừng xanh rồi. Mà cái đằng đây cái rau má của má của mình các bạn. Cái lá nó to. Tốt quá, trồng thưa nó, trồng thưa nó tốt bụi đó. Không tại nó mới phát à, mấy con mới thu hoạch bữa nay à. Vậy chắc con nghĩ là ông do trồng mà trồng nó kích. Ừ, trồng dài nó không tốt, bên đây dài nè. Dạ, yeah, con nghĩ là chắc, ngon. Chắc dài á. Trồng bao nhiêu vậy một bụi nè. Bao nhiêu chứ? Rồi cái nó ra ra tốt. Ý là má nó khỏe. Bao nhiêu vậy nó bụi nè. Gian 2.5 rồi. Rồi cái nó tốt ra nó bò ra đó. Cái này có ăn thử được không má, có tưới thuốc gì không vậy? Thuốc không thuốc. Chết con cưng của má đó. Không có gì hết. Thuốc gì hết, có nước cá đó. Trời. Nước cá gì? Nước cá nó tưới nào. Trời ơi, nó cá, mấy cá nó tưới, mấy có tưới nước lại không? Rồi chắc con không ăn đâu má ơi. Thả nó lại nè. Nè. Nè, cây nó đủ bự nè. Cái này mốt trước mùa đông, nếu mà trước mùa đông á phải thu hoạch lá cũng không để trong nhà kính nó cũng bị mốc á. Ừ. Chứ không phải là nó không ai tại nó bị mốc á má. Nó bị mốc. Cái hơi ẩm quá đó. Đó bồn tươi đây đó, lá cổ mẹ ăn thấy không? Có bông rồi kìa. Ờ. Mình có để lấy bông. Còn bồn tươi ở Việt Nam lá nhỏ nhỏ. Để em coi coi. Dây dưa lưới đó. Dưa lưới hả? Ừ mà hổm ra đụng nhiều nó không đậu gì hết. Sao gãi nhẫn rồi. Trong nhà kính, con nghĩ đâu? Trong nhà kính nó khó đậu quá má. Gãi nhẫn, gãi cái ngọn đó rồi đó. Má. Má nè, con không biết đâu. Đây giống được. Ừ. Gãi rồi. Nghĩ trong nhà kính nó không có con này con nọ vô nó khó đậu lắm. Đằng thất cho nó đậu trái quá chị chừng. Hai sao đậu hết rồi. Chị Hai như mở cửa ta từ sáng chiều hay sao. Hơi đồ nó thoáng á. Còn dây mướp này nè nó mới lên nè chưa có nụ gì hết nè. Dây này nó tốt nữa không. Nhìn nó lên lượt của con mà hả. Nè có dây nè. Dây này nè. Ủa gì cái dây mướp này là sao nữa hả má. Ừ sao á. Cái này cũng lượt của mình nè. Ừ. Giờ nó mới bắt đầu thấy ra nụ á. Con dây một còn đằng đó nó chết hết á. Rồi nó mới đúng rồi, cái này lượt của mình đằng nhà là mình đó em. Tớ không sợ hơn. À. Ông của mình thì bây giờ bắt đầu nó có nụ bự rồi. Ờ giờ nó ra nụ nè, đây ra nụ rồi nè. Vậy cái kia má trồng trước bao lâu? Má cũng cả tháng. Cả tháng hàng chi. Hôm nay trồng dây. Trước của con tháng rồi. Cái dây nó chết hết ráo rồi mà cái dây nó còn được cái dây nè, thấy không? Cắt lá sạch nhất luôn. Mướp bắt đầu ra ha các bạn ha. Ủa, có ướt chuông của má kìa anh. Nó ngã xuống rồi. Kìa trái nó ngã. Ngã xuống rồi. Nó nằm chùm. Cái đống. Thấy ăn trước rồi nó chùm luôn. Ở trên trước. Đúng rồi. Ở đây nó rập. Không còn má, cái này má ngắt đọt đi ha. Cái nào? Ướt nè. Nó có bông trên đó mà ngắt. Không sao đâu. Giá bộ đồ ăn đọt ớt ngắt, ngắt đọt ớt chung như nhúng lẩu ăn. Thôi ra cắt nó muốn đi. Ok, lại cắt nó muốn đó ơi. Mấy bùa bạc hà tao trồng đây tốt sao không? Ừ, bạc hà có má nè. Còn ngoài bị nó lạnh á. Này, cái này tốt gần bằng của con đẳng hả má? Đậu nay dám so đôi với mẹ chồng miền Tây. Cái gì với đậu
cái bạc hà là cái đằng của mình nó phát nhanh lắm các bạn. Đúng rồi, thôi thôi cắt năm muỗng à. Cái gì cái chứ bạc hà nó đẳng nó cao dữ lắm cả nhà. Cao hơn này con khúc ạ. Bạc hà tao không bằng mày đâu. Nghe má nói chưa? Má buồn rồi kìa. Má nói, cái bạc hà của má không bằng bạc hà của vợ đậu, má buồn rồi kìa. Rồi, nhưng mà nói cái gì khác cũng hơn hết. Ừ, hơn hết rồi này. Mà rau muống này chắc cũng mấy đợt rồi đó. Ừ. Rồi cái này cắt này luôn rồi má, cái rau này nó muống màu tím nè. Không phải rau muống. Không phải cây bơ ta đó. Rồi vậy hả? Cắt đi. Cái bơ đó. Tưởng đâu má không thấy đường, má lạng đại chứ. Không thấy đường mà cái cây cho chỗ nào má cũng biết hết, cũng nhớ hết. Tưởng tôi em tưởng là nó à. Đó, em thấy má má thu hoạch rau muống vậy đó. Má lạng hết luôn hả má? Ừ. Ờ, ngâm đậu tiết kiệm. Cắt hết luôn rồi nó. Ừ. Nó ra mình nó cười đó. Có ai kêu con là cắt cái chừa mấy con nhỏ lại. Cắt hết luôn á. Không mà cắt vậy nó gọn. Nó nhảy sạch, ra. Nó đẹp rồi ha. Nó lên đều lại anh. Ừ. Nó không có bị sâu nữa. Rau muống này má thu hoạch mấy lần má? Má cây này má cây bự nè má. Nên mà cắt như lên nó chết á. Đưa cái cây ra bắt. Cái nào bắt ra. Thôi để con cắt nha. Đây. Ôi má cái tướng má vậy má bắt cái cây tí nị vậy nó chỉ có chừng má ơi. Nó coi nè. Nó trâu rồi. Lún xuống tới đất luôn rồi. Má có khi nào má bắt cây vậy nó gãy cầu không? Nghe. Ôi cái cọng nó bự vậy. Đó. Má của mình là dân miền Tây các bạn, ở Việt Nam hồi nhỏ thường đi mấy cái cầu khỉ á, cho nên quen rồi. Nhà qua đây lớn tuổi mà đứng cái cầu cái cây như chơi. Rồi. Như mà lúc tiểu rồi, tuổi còn thơ. Cắt bên kia đâu cắt nữa. Dạ, coi như đây rau đủ rồi. Ở chổng mình cũng có nguyên mâm rau rồi. Rồi đây. Đây. Đi. Vô. Trước nó đẩy gì vậy? Rau đắng mày xứ đất luôn. Rau đắng lặt nãy đó. Ồ, cái này hồi nãy mình đem nó, lại. Nó lặt hổm nó từ liền đó nó lên đó. Mấy cái già các bạn, má mình giữ lại. Bây giờ trời nó nóng quá vậy nó dễ lên. Trồng trong thùng mót nha, để ngoài sân. Chậu này à, nó gãy hai chậu này nữa. Đâu? Cắt vậy còn ừ, mà thu hoạch rồi hả? Ừ. Ừ. Má lấy mấy cái thùng mót, mấy thùng này là má giữ lại xong cái má. Lấy cái bịch bao lại nữa nè. Bao vậy đó. Nhưng mà phải lấy nước cho xâm sắp nữa nè. À, trong có nước sạch sạch giống như các bạn. Thấy không? Ngoài sân nè, thấy không? Nó lên một chùm nè. Ê, ê. Đâu? Nè. Ủa sau này cũng tốt dữ vậy? Ừ, ngoài sân nè, nó cũng tốt, có sợ không? Ủa? Ngoài đất không nè, thấy không? Vậy đâu cần vô trong nhà kính đâu hả? Ừ. Ủa, ừ, các bạn. Trong ở ngoài được. Thì được, sao không được? Mốt nó lên lại không mắt. Wow, các bạn coi nè. Nó có hộp rồi nó lên chứ. Không má Việt Nam trồng ngoài luôn các bạn, coi nó tốt dễ sợ luôn. Đó ta trồng mới. À tại chỗ này nó mát mát. Để mát đấy. Mát phải không? Wow, bự vậy ha. Ồ. Mày má mới thu hoạch dưa qua. Dưa là làm chua đó. Phơi làm chua các bạn. Giống như y như bên Việt Nam ha. Hôm nay trồng được hai cây cà dĩa nè, nó có trái nè, thấy không? Wow. Phải vậy má. Con nó chưa có trái luôn á. Trời ơi các bạn ơi, coi nè. Hái ăn được không? Thôi. Hả? Chưa. Ăn thử trái coi. Con này ta để giống nó còn nhỏ xíu
Để giống để giống. Giống con có giống nó đẳng rồi. Thôi. Có hột rồi. Hả? Thôi để giống rồi đi. Thôi hoài vậy. Năn nỉ, à. Năn nỉ má. Cắn trái má ơi. Má. Má, cắn trái đi má. Ôi thôi, cắn này đi má. Cắn trái đi. Ôi. Trời ơi. Thôi còn không quay đâu. Trời ớt có mùi. Thôi, không có quay. Cắn trái cà cà dĩa đó má ơi. Nè, coi cái ớt này nó chùm rồi đấy không? Trái cà dĩa nè. Đổ thấy cà dĩa đổ mê. Cắn thử rồi đó giờ còn chưa ra cắn á. Ủa sao đẳng? Cái cây cà dĩa của con nó bự gấp đôi cái này luôn á mà nó không đổ. Trong nhà kính chắc em nhà kính á. Ờ. Mà nó bự. Ờ, má ơi cắn trái má ơi. Hả? Rồi, nữa, quay vô khác nữa rồi. Cái cây này thì tím, còn cây này thì đen. Đánh lại đánh đóng lãng hoài ta. anh coi cây ớt mười mấy cái của má. Các bạn coi nè các bạn. Ồ, ớt này nè, ớt này cũng ra bông cái đống nè. Ớt này ớt gì? Ớt Thái hả? Ớt thiểm mà nó trái nó thưa thưa, còn cái này ớt chùm nè. Đây là ớt nào ớt Thái đâu? Có ớt Thái không? Ai biết ớt nào ớt Thái rồi. À, coi nè các bạn. Ăn hộp ớt đó là cái liền. Ồ, cái hộp ấy má mua trong ấy hả? Cái vậy này giống mịt là một cái ớt Thái rồi. Mấy tiệm Ấn Độ á anh. Dạ, cái ớt dài dài á, cái trái dài dài á. Thằng trái thì nó cay không? Thường thường đó. Đâu? Đuôi đỏ nè. Trời đất ơi. Cay không? Ôi, má trồng cay quá má ơi. Thấy ở đây nhìn thầm. Cay té lửa luôn. Đậu này. Má chắc má muốn giết con quá à. Trồng ớt nhiều cay dữ vậy. Thôi. Ủa nghe cay dữ vậy? Cay. À? Cũng được các bạn. Ừ? Không cay. Thì các bạn mua ớt trong tiệm này nó cay cay vậy đó chứ không có. Ừ. Wow, mà cái này mốt con quạt đỏ luôn á. Nó lên chùm chùm đỏ hả? Ớt này ăn tươi ngon. Ừ, ăn coi xanh đây lên coi đây nè. Trời ơi, ớt chuông nè cả nhà coi nè. Wow. Coi ớt chuông mười mấy cái. Cái ớt này giống má của mình thiệt á. Có một cây mà đu cả chục con trong á. Cả chục đứa con. Cho nên nè, cái này là anh hai nè, anh hai là mập nhất nè. Những cái nào đẹp nhất là anh đó. Xạo. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Đó hả? Bên đây nữa nè các bạn. Bên đây được mấy trái. Mấy cây này đang sao nó lên á. Đâu? Nó dài á, tao bứng cũng ớt đó không? Ớt chua. Rồi chắc cái này mà trong đây nó không có nắng làm sao vậy, nó ít không có trái. Sao bưng lại đó. Ồ, hàng chi chắc không có nắng ha. Rồi bên đây ớt ấy cũng vậy nè. Chùm chùm luôn. Wow, chùm chùm thấy mê má. Thấy không à? Trời ơi, này mốt má tôi hoạch vô chắc đã lắm luôn à. Ừ. Để chín đỏ. Vàng có qua má trồng ở trên trước các bạn. Con dây đẳng kìa nó đục đục. Đó, ta hái cũng hai đợt rồi. Nó đánh đây nè, đánh. Nó lên đây nè, chắc lên đây nè. Trái cũng nhiều ha. Má con nhìn. Wow. năm nay vô mến Phú Hoa nó đu như chùm thẳng lên cái nhà thấy Phú Hoa không nè. Trời ơi, nhìn cái cưng hả? Ờ. Hả? Đi vô nấu lẩu mắm. Mắm đang hầm cho nó rụng xương ra. Chuẩn bị thơm làm súp ha. Làm thơm nhiều thì mình không cần nêm đường đó bạn. Nêm chút xíu thôi. Thơm cái mùi vị thơm nó ngon hơn. Làm bếp cho cậu. Đó rồi, đó rồi, chưa phải vô làm bếp mà nãy đã la làng hết rồi. Giờ vậy á hả? Tại chị nó làm cái bài dữ lắm các bạn, cho nên chửi lên sùng phải nhăn nhăn vậy chứ nó đỡ cũng thôi vậy đó. Đậu nói chửi bữa nào thụi con gái à.
này phụ ghép này chuyên nghiệp lắm luôn nè. Dạ. Không chuyên nghiệp nó đuổi. Làm cái này không chuyên nghiệp nó đuổi. Phải sắp ra, phải sắp người ta cho đẹp mắt nữa nha. Phải ăn không, phải dọn không ăn đúng không? Sao em muốn người cá đâu? Hả? Muốn vợ đậu đây. Chị nghe đậu nói chỉ gì không? Nghe, đóng nghe. Hả? Đóng nghe nó nói muốn người khác để người này vào. Nó nói nhỏ xíu gì mà nghe ta? Có người trẻ trẻ thì có bạn mướn cho mày. Riết lợn như hiểu ý đậu là sao? Hiểu sao không hiểu. Ở đây thì có đầy đủ hết nè, như củ hành, như là tỏi. Cái này là ngải cứu đặc vật ha. Ngải cứu. Dạ. Như là ớt, như là xả ha, với gừng nữa. Nguyên liệu thì chuẩn bị sẵn hết rồi. Với lại thì anh Đậu cắt thêm một ít thịt ba rọi nữa. Cái này ngồi xào cho cái nước súp nó béo, nó thơm không anh hả? Thơm. Mấy cái này mình đều phải xào cháy lên cho nó thơm lên, cho cái nước nó không có bị tanh đó các bạn. Chứ mình phải bỏ thẳng vô. Ở trong đây thì cái thơm cả nhà. Này nước ra nước cốt dừa. Cái đó nước dừa. Cái đó nước dừa. Dạ. Gì? Ngọt không? Đói bụng hả? Như thường nước lèo á thì thường dùng nước cốt gà với nước dừa thôi anh hả? Này mình đổ tới 5 cái nước cốt dừa, lon cốt cốt gà được các bạn. Thơm ở trong đây thì nãy mình cháy lên này nó sắc xuống rồi. Giờ cháy cho mấy cái này nó vàng lên nó ra nữa. Cháy lên cho nó thơm. Thơm lên mới được. Cái vàng lên luôn các bạn. Đó là các bạn xấy sơ sơ lên cái nước nó sẽ tan đó. Xả với hành. Tỏi mình bỏ chút sao hết. Tỏi nó mau mà. Thôi bây giờ anh đậu cho thịt ba rọi vô xào chung luôn ha. Để như nó săn lại cái thôi. Cái này em để cho nó vàng luôn anh. Để vàng mà để bên đây. Nó đổ trộn vô. Anh Đậu nấu cái này nhanh không anh Đậu? Chắc có nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Gia đình ai cũng đói bụng dữ lắm à. Chị cười cười. Nói nhà đợi anh ai cũng đói bụng kìa. Đói bụng ăn chung, con trái khét cũng ngon. Đó là cái khuyết mà anh Đậu nó lần đầu đi. Chế nó vàng bên này nè, anh tổ cái ớt vô. Nhìn xíu ớt, ba độ. Thơm hả? Đây là nguyên liệu chính nè cả nhà, là mắm ha. Mắm thì đã nấu cho nó nhừ ra hết luôn rồi. Đổ hai nồi nữa không? Đổ nữa đi.
lấy hết được cái nước nguyên chất của mắm ra nữa. Bỏ này vô nữa xong. Chưa. Cái bún mắm thì không thể nào thiếu cà tím ha. Tím, cà trắng, cà đen, cà đỏ. Đây, nhiều loại cà. Rồi. Sôi lên nữa. Ok chưa? Vừa ăn phải không? Cái này nãy giờ anh chỉ có đem một ít đường với lại bột ngọt anh ạ. Xíu bột ngọt, xíu đường đó các bạn. Tại hồi nãy cái cốm của mình dùng á, nó không có đủ ngọt. Cho nên mình sẽ phải đem xíu đường. Đường với bột ngọt anh hả? Vậy thôi, đơn giản thôi các bạn, không có cần nhiều. Cái này là quan trọng là mắm á, các bạn nêm cho nó vừa ăn thôi. Nó phải đậm đà một xíu. Thì mình chấm mà cái thịt hà rồi đó, rau cải rồi. Nghe hấp dẫn quá anh ơi, đói bụng dữ lắm. Lâu lắm mà chưa ăn được ổ mắm á. Cái năm trời. Ai ai cũng đói bụng hết đấy các bạn. Ở đây ăn 5 giờ tới 9 giờ mấy là người nè, nhào vô, ráp nhào vô. Ngon ba? Vừa ăn không? Ngon. Má? Chưa ăn đó hả? Có đồ ăn nóng quá hả? Nước sôi. Này ăn thì có rau đắng, những các bạn đặc điều biệt phải có rau đắng. Rồi có khổ qua, ấy nhuyễn ra, mồng tơi, rau muống. Đơn giản như ba con bốn cái rau đó thôi. Tóm lại là rau ở nhà trồng hết luôn. Bởi vì vừa thu hoạch tươi luôn cái nhà, xong rồi cái món lẩu mắm này. Đúng rồi, đặc biệt là rau ở nhà trồng cho nên nguyên một gia đình đợi tới cái ngày này mới ăn được hết các bạn. Chứ không thôi là ngày lúc nào cũng ăn được hết đó, vô chợ mua thôi. Rồi, bye bye ha. Chồng mình cũng xin mời cả nhà. Thôi cũng rất cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh của vợ chồng mình ha. Nếu cả nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng nội nữa. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.